Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin sau đây. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao nhiệm vụ diễn tập tại huyện Thiệu Hóa. Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại các khu nhà trọ công nhân. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi giao nhiệm vụ diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại huyện Thiệu Hóa, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền huyện Thiệu Hóa trong nhiệm vụ tổ chức diễn tập. Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo diễn tập huyện cần tiến hành xây dựng kế hoạch diễn tập, tổ chức tập huấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, lên phương án phân bổ chỉ tiêu, huy động nguồn lực tham gia, chuẩn bị kỹ lưỡng các tình huống thực binh, phương án tổ chức sát với tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong diễn tập. Theo kế hoạch, diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn huyện Thiệu Hóa sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8 năm 2022 và được chia làm hai giai đoạn: diễn tập vận hành cơ chế và thực binh xử trí các tình huống ngoài thực địa. Đây là dịp nhằm nâng cao năng lực tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, khả năng huy động lực lượng phương tiện, trình độ hiệp đồng giữa các lực lượng khi có tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 6, Văn phòng Đăng ký Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc năm 2022. Tại lớp tập huấn, cán bộ viên chức, người lao động ở các chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai được hướng dẫn các nghiệp vụ về thông tin lưu trữ, nghiệp vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận, tiếp nhận và trả kết quả, nghiệp vụ kỹ thuật địa chính. Cùng với đó, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai cũng giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyên môn nghiệp vụ. Việc tập huấn sẽ được tổ chức làm 3 đợt, đảm bảo tất cả các bộ phận chuyên môn của các chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai trên địa bàn toàn tỉnh được tham gia. Qua đó đưa chi nhánh của các huyện, thị xã, thành phố đi vào hoạt động có hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực đáp ứng được yêu cầu công việc, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Sáng nay tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10 năm 2022. Sau gần 4 tháng triển khai, Ban tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10 đã nhận được 139 ý tưởng đăng ký tham gia thuộc 10 lĩnh vực ngành nghề. Nhìn chung, các ý tưởng dự thi có nhiều sáng tạo, tính khả thi cao. Đặc biệt, cuộc thi lần này có sự tham gia của nhiều thí sinh dân tộc thiểu số với các ý tưởng bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Tại vòng chung kết với chủ đề Thăng hoa ý tưởng, các thí sinh đã thuyết trình phản biện bảo vệ dự án của mình và kêu gọi đầu tư hợp tác triển khai dự án. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho ý tưởng Trào quýt hoi, sản phẩm từ sườn núi Pù Luông của nhóm tác giả Đào Ngọc Bình, Hà Thanh Nhàn, Hà Hồng Nhung đến từ thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, đồng thời trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các ý tưởng xuất sắc khác. Nhân dịp này, tỉnh đoàn đã phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên lần thứ 11 năm 2023. Năm học 2021-2022, toàn thành phố Sầm Sơn có 133 học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đây là kết quả được công bố trong lễ tuyên dương trao thưởng cho học sinh giỏi của thành phố được tổ chức vào sáng ngày hôm nay, 25 tháng 6. Cụ thể, thành phố có 7 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, khối trung học cơ sở có 52 học sinh đạt giải, khối trung học phổ thông có 74 học sinh đoạt giải cấp tỉnh. Tại buổi lễ, thành phố Sầm Sơn cũng đã trao giấy khen và phần thưởng cho 38 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh năm học 2020-2021. Được biết, năm học 2021-2022, ngành giáo dục Sầm Sơn triển khai kế hoạch năm học trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Tuy nhiên, với sự quan tâm của các cấp các ngành, sự nỗ lực của thầy và trò nhà trường, ngành giáo dục Sầm Sơn đã có những chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, chất lượng mũi nhọn có nhiều bứt phá. Cũng trong sáng nay, Hội người cao tuổi xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa tổ chức ra mắt xây dựng chi hội người cao tuổi hạnh phúc tại thôn 3, xã Thiệu Vân. Đây là một trong những chi hội được triển khai điểm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Mục tiêu của chi hội người cao tuổi hạnh phúc tại thôn 3 xã Thiệu Vân phấn đấu đó là giúp đỡ người cao tuổi có thu nhập đảm bảo cuộc sống. Có 95% người cao tuổi không còn thuộc diện hộ nghèo, có nơi ở vững chãi, không rột nát. Thường xuyên duy trì hoạt động câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ, thể thao, chăm sóc sức khỏe, thu hút từ 80% trở lên người cao tuổi tham gia.
chi hội có 100% hội viên người cao tuổi được đảm bảo an sinh xã hội theo quy định, có thẻ bảo hiểm y tế, được tiếp cận dịch vụ y tế khi ốm, không có người cao tuổi bị đối xử thiếu tôn trọng, bị bạo hành về tinh thần, vật chất, sức khỏe. Có 90% trở lên gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Chi hội người cao tuổi thôn 3 xã Thiệu Vân được thành lập không chỉ phát huy phong trào tuổi cao gương sáng mà còn nâng cao trách nhiệm của xã hội đối với công tác chăm sóc người cao tuổi. Thông qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Bản tin cuối ngày sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thanh Hóa hiện có khá nhiều khu nhà trọ cho công nhân. Với mức lương ít ỏi, đa số công nhân phải thuê trọ trong những gian phòng có diện tích nhỏ hẹp, khá ẩm thấp, nhất là vào mùa mưa. Với điều kiện nơi ở không được đảm bảo như vậy, công nhân thuê trọ đang đối mặt với nguy cơ mắc sốt xuất huyết rất cao. Anh Phan Văn Phú, công nhân khu công nghiệp Hoàng Long, thuê phòng trọ này với giá 800.000 đồng một tháng. Cách phòng trọ của anh không xa là khu đầm nước tù đọng, chất thải sinh hoạt đã lâu không được xử lý. Covid đã lo lắng, bây giờ tới thêm bệnh sốt thì nói chung ai cũng phải sợ chứ. Nói chung là nghe thấy bệnh sốt là coi trên báo chí là nghe nói mũi sốt huyết là nói chung người nào cũng phải sợ chứ. Trên thực tế, tại nhiều khu nhà trọ, cây cối mọc tùm, chai lọ đã qua sử dụng vứt bừa bãi, thùng chứa nước không được úp gọn gàng. Đây là môi trường lý tưởng cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh trưởng và phát triển. Thời gian gần đây, tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận một số ca mắc sốt xuất huyết nội địa. Cũng qua giám sát của ngành y tế tại 16 địa phương, trong đó có thành phố Thanh Hóa, đều ghi nhận sự lưu hành của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Để chủ động phòng dịch sốt xuất huyết tại các khu nhà trọ công nhân, cả chủ nhà trọ và người thuê trọ cần có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông các nơi đọng nước và loại bỏ các vật chứa nước để chặn đứt môi trường sinh trưởng của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Tại trụ sở công an thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, gia đình ông Phạm Huy Toàn và bà Lê Thị Nính ở khu phố 1 thị trấn Vĩnh Lộc đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng công an 207 viên đạn, 23 kíp nổ các loại. Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, tất cả đạn và kíp nổ mà gia đình ông Toàn, bà Nính giao nộp cho công an thị trấn đều đã cũ. Toàn bộ vũ khí trên sẽ được bàn giao cho công an huyện để tiếp tục xử lý theo quy định. Xác định việc vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm. Trong thời gian tới, công an huyện Vĩnh Lộc tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân tự nguyện tham gia làm tốt việc giao nộp, tố giác hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng chế tạo trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở trên địa bàn. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 với chủ đề Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 do tỉnh đoàn Thanh Hóa phát động đã có nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sự khát khao cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ xứ Thanh với cộng đồng xã hội. Chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 triển khai tại Thanh Hóa từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 8 năm 2022, gồm chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh. Với phương châm rộng khắp, an toàn, hiệu quả, bền vững, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, chiến dịch năm nay sẽ có những hoạt động mới để phù hợp với bối cảnh và nhu cầu của đời sống xã hội như tập trung tổ chức chăm lo khám sàng lọc các bệnh lý hậu COVID-19 cho người dân, ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Cùng với đó, đoàn thanh niên các địa phương cũng đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như tặng nhà nhân ái cho thanh niên khó khăn, tặng học bổng cho thiếu nhi vượt khó học giỏi, triển khai xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh trường học cho các điểm trường khó khăn trên địa bàn. Ban chấp hành đoàn phường Đông Vệ cũng đã chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường xây dựng các cái kế hoạch tháng hành động vì trẻ em, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè gắn với Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tổ chức tập huấn hè cho anh chị phụ trách trên địa bàn dân cư và triển khai đồng loạt đến 16 trên 16 tổ dân phố và các chi đoàn trên địa bàn phường. Với những hoạt động ý nghĩa thiết thực, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè sẽ là cơ hội để các bạn đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời khẳng định vai trò xung kích sáng tạo của bản thân trên mọi lĩnh vực để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân. Sáng nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc hội thao chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng quản lý thị trường mùng 3 tháng 7 năm 1957, mùng 3 tháng 7 năm 2022. Hội thao cán bộ, công chức lao động quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa thu hút sự tham gia của hơn 100 vận động viên đến từ liên văn phòng đội, liên đội trực thuộc lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa. Các vận động viên tham gia thi đấu ở hai môn là bóng chuyền và bóng đá mini.
Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng quản lý thị trường. Thông qua hội thao nhằm tăng cường giao lưu đoàn kết, nêu cao tinh thần rèn luyện sức khỏe, thực hiện tốt phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời lựa chọn những vận động viên xuất sắc tham dự các giải thể thao do Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức. Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã bước vào trận đấu vòng bảng môn bóng đá. Sau khi kết thúc giải bóng chuyền vào ngày 30 tháng 6, ban tổ chức sẽ tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng. Bản tin cuối ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.